chào các bạn nhé. Giờ mình sẽ dán cường lực cho quả Action 3 này. Thì mình muốn giữ cho nó khỏi vỡ màn hình thì mình muốn sẽ dán cường lực thôi. Ở đây mình có chuẩn bị mua cái kính cường lực này rồi. Đấy, trên này là nó ghi cường lực Action 3 luôn. Trong này thì để xem nó có những cái gì nhé. Đấy, cái này là để lau này, miếng này là để dính bụi này, rồi đây cái tròn tròn mình sẽ dán này tròn tròn trước. Thì cái camera này ấy, thì nhà sản xuất bảo là cái này là nó nước nó cũng đóng lại nhưng mà mình sợ nó vỡ cho nên mình sẽ dán cái này trước. Đồng hay không đồng thì không biết, nhưng mà nó vỡ mấy đồ này thì mình thấy vừa hiếm vừa đắt mấy bạn ạ. Mình thấy nó khó khăn về đắt đấy. Đấy, mình lau sạch kỹ rồi dán vào thôi. Bọc. Ui, khó ấy. Bỏ cho nó không cân. Chết mẹ. Ngon luôn. Nhìn giống như chưa dán luôn. Tiếp cái này nha. Vì nó mình sẽ cái này cái to dán phía sau, cái nhỏ đấy, nhỏ dán màn hình phía trước ấy. Ngược. Mình dán lệch mất rồi. Cái này nó lúc nó chưa ăn này mình gỡ lên được nhé. Ui, kính đẹp luôn, đẹp giống như cái dán luôn. Rồi giờ dán cái phía sau. Cái bộ cường lực này mình mua trên mạng ấy, mua trên Shopee ấy. Đặt mua ở nước ngoài, dán ở đâu 20k 30k gì đấy. Mình phải mua thêm cái gì đó nữa để cho họ mới ship về cho miễn phí ship, chứ mua chắc cái đó thì nó cũng ship thôi, nhưng mà mình mua chung một shop để cho nó miễn phí ship. Đẹp tuyệt vời luôn mấy bạn ạ. Đấy, dán cường lực xong rồi nó còn đẹp ấy. Nó cũng thưa không cần gì luôn vì nó là mặt phẳng mà. Dán gì. Đấy. Quá tuyệt vời, giờ thì đảm bảo luôn. Nhưng mà vấn đề là mình sẽ sờ nó không biết bỏ vào đấy nó có cần hay không. Giờ mình sẽ bảo thử thôi. Thử cái này mà không cần là ngon. Ôi được, ngon, ôi, nó cấn mấy bạn ạ, nó cấn góc này, dán rồi thì này bị cấn góc, chỉ cái mặt trước này thôi, mình thấy thì bị mặt này thôi. Cần lại xem nha, có lạch được nha. Không lạch được. Bọc lên dán lạch qua bên kia chút xem.
dán lại rồi, dán lại bỏ vào nó có còn cần hay không, vấn đề là nó cần cái này hay không thôi, chứ còn ngon lành thì không phải ban rồi. Được rồi, không bị cần nữa rồi. Rồi ngon đấy, với 20-30 nghìn là bạn có thể đỡ được số tiền là cả triệu tiền thay màn hình đấy. Đấy, mình chỉ quay dán cường lực cho mấy bạn xem thì thôi, để biết, tại vì chưa thấy ông nào dán cường lực cho con này. Ông dán con này nó khó hơn dán điện thoại mấy bạn. Mình đã từng dán điện thoại nhiều nhưng mà dán mấy con này nó hơi khoai hơn. Vì nó cần phải chuẩn ấy. Chuẩn từng tí ấy. Giờ mình thấy nó chuẩn rồi. Vậy là ok.